Vậy lý thuyết của bài này chúng ta như sau. Các em tập trung lên cho thầy. Một là đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Vậy làm cách nào để chúng ta đưa một thừa số ra ngoài dấu dấu căn? Thì các em cần tập trung cho thầy. Với một biểu thức A và B, mà với B của thầy là lớn hơn hoặc bằng không, ta có căn của A bình nhân B thì bằng trị tuyệt đối của A nhân căn B. Tức là sao? Nếu A mà lớn hơn bằng không, nếu A mà lớn hơn bằng không thì căn A bình nhân B bằng A nhân với căn B. Các em hiểu vì sao không nào? Vì chúng ta có này, nếu A mà lớn bằng không thì trị tuyệt đối của A thì bằng A. Đúng không nào? Cho nên chúng ta có bằng A nhân căn B. Còn nếu A mà nhỏ hơn không thì căn A bình nhân B bằng trừ A nhân căn B. Vì sao nào các em? Ta có này, nếu A mà nhỏ hơn không thì trị tuyệt đối của A thì bằng trừ trừ A. Ok chưa nào các em? Nhớ nhá. Và thực ra biến đổi đưa ra ngoài dấu căn này là người ta dựa vào liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Vì sao lại như thế? Các em tập trung này này.